Hi, xin chào các bạn ha. Thì hôm nay mình trở lại đây. Thì thời gian qua mình bận quá, mình không có rảnh làm cái video. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục cái lỗi là cái quạt vàng nóng của Samsung nè. Máy mono tất cả các bạn mà nó chạy lờ đờ, nó không có giải nhiệt được, nó khiến cho cái vàng mà ở trong nó trao đổi không được các bạn. Nên nó không lạnh, nó chỉ lạnh yếu yếu thôi, mát mát thôi chứ nó không phải là lạnh lắm. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nha, khi quạt này nó chạy nha. Với trường hợp cái máy thì chạy như vậy nè, thì cái gì bảo đảm các bạn nó không bao giờ lạnh được các bạn. Nó chạy lờ đờ thôi, nó không có giải nhiệt được nha. Do cái này nó không phải là tụ rời, nó là tụ chung nè, tụ rời. Thì nguyên nhân chính của nó thường là cái tụ này nó bị hết các bạn, một thời gian nó sẽ yếu đi. Nếu bạn có cái đồng hồ đó tụ, các bạn nói tụ này nè, thằng này nó không còn được 1.5 đâu, thì mình sẽ thay cái tụ này đi. Đây, cái tụ của nó là 1.5, mình sẽ thay lại một cái tụ tương đương với nó hoặc lớn hơn một chút, 1.8 hoặc 2 chấm, nhưng tối đa là 2 chấm thôi các bạn. Đây, mình có một con tụ mới ở đây, tụ này là 2 chấm 2 u. Mình sẽ tiến hành thay vào và kiểm tra cái quạt này nó lại nó sẽ chạy có nhanh hơn không các bạn. Đây, bây giờ mình đã có một cái tụ của 1.8 các bạn. Giờ mình không có tụ nhỏ 1.5 hơn ha, thì 1.8 mình thay vào vẫn ok không sao. Bây giờ mình gắn thử vào đây. Bây giờ mình test thử có phải đúng là lỗi này không? Hay là tại lỗi do bị quạt. Nếu mình gắn vào đây mình đóng điện lên mà quạt nó chạy nhanh lại bình thường, gió mạnh thì chứng tỏ tụ mình đã hư các bạn. Còn cách thứ hai, các bạn có thể dùng một cái đồng hồ. Cái đồng hồ nó có cái mức mà đo tụ á. Cái đồng hồ mình bữa nay mình bỏ ở tiệm mà nó có đem cái đó về. Cho nên mình sẽ xác định mình đo cái này. Mình sẽ thay luôn. Rồi, bắt đầu mình đóng chạy thử nha. Nó sai lên chút. Rồi. Sau khi điện nha các bạn. Đây. Ok, quạt chạy nhanh này ha. Nè, hù hù luôn chưa? Để chứng tỏ hư tụ bạn do cái lốc của mình nó mình bị khóa ra lại cho mình không có thể bật lâu được, nó sẽ ảnh hưởng tới lốc ha. Mình chỉ chạy thử một chút xíu thôi. Rồi. Ok các bạn, bệnh này là mình coi như mình bắt đúng nhưng mình đã xử lý được ha. Rồi. Thì mình sẽ mở ra và đấu nối nó hoàn thiện lại và mình sẽ vô cái game. Nó không có gài, mình lấy cái này mình nối lại, cắt ra mình nối xong mình vô cái gen này mình hơ lại các bạn. Đây, sau khi mình tiến hành thay tụ vào đây mình sẽ lắp ống gen vào. Rồi, ống nóng co nhiệt các bạn chỉ cần đốt nó sẽ co lại. Ok, chúng ta hoàn thành thay cái tụ này. Bây giờ mình sẽ tháo cái tụ này ra bỏ. Mình lắp cái tụ mới vô đây. Nhưng mình làm có một tay nó hơi khó, mà chịu khó chút nha. Rồi, ok. Bạn nhìn thấy ha. Đây, tụ gin của nó nè các bạn. 1.5 UF. Giờ mình cái tụ mình thay mới lại đây. Mình thấy rõ không ạ? Của mình là 1.8, do không có cái 1.5 mình thấy 1.8 vô đây. Nó hơn nhau chút định không sao các bạn. Các bạn thay vào cái 2 chấm cũng được không sao ha. Nhưng được thay lớn quá 2 chấm rồi. Rồi, bẻ lại ngay lần đầu. Mình đóng điện lại thử lần nữa các bạn. Đây, quạt khởi động rất là mạnh nha.
đảo bạn thấy nó gì hơi gì đó mạnh không anh? Lúc đầu thì nó bị nó chạy lờ đờ, nên là cái vàng nó chỉ mát mát nó không giải nhiệt được. Đây là cái bệnh phổ biến của cái quạt vàng nóng của các cái máy mono. Sau một thời gian sử dụng á, cái tủ này thì có cái nó 1-2 năm, có cái thì gần 1 năm nó hư các bạn. Thì cái lỗi này thì mình kiểm tra đấy, các bạn có đồng hồ và kiểm tra đồng hồ không, có bạn đem cái tủ bạn thay thử nha. Rồi chúc bạn thành công nha, chào tạm biệt các bạn.